vị trí từ trên cao của mình các bạn. Ủa, quá đẹp. Đây là toàn cảnh của Hồ Gươm nha các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cách giúp các bạn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới hay đi đâu đó một cách rất là dễ dàng tại nhà, không cần phải bước ra khỏi nhà nha. Thì cái thời điểm dịch bệnh như thế này thì muốn đi ra ngoài đi du lịch đâu đó cũng rất là khó khăn và cũng không có an toàn. Thì các bạn chỉ cần ở nhà cầm điện thoại vào cái ứng dụng Google Maps, có một cái chế độ xem phố, xem trên ứng dụng Google Maps thì các bạn vào chế độ xem phố, xem hình ảnh thực tế của cái vị trí đó, xem chế độ 360 độ luôn. Thì cái chế độ xem phố này sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong công việc. Nếu như các bạn muốn biết hình ảnh thực tế của vị trí đó như thế nào thì các bạn có thể lên cái Google Maps và vào cái chế độ này để xem trước, để mình biết được thông tin vị trí nó như thế nào, hình ảnh nó như thế nào. Chế độ xem phố này giúp các bạn khám phá được rất là nhiều cái địa danh nổi tiếng thế giới, xem được các kỳ quan thiên nhiên, tham quan các địa điểm như là bảo tàng, nhà thi đấu nè, nhà hàng hoặc các cửa hàng quán cà phê hay một cái địa chỉ nào đó mà các bạn muốn tới nhưng mà các bạn muốn xem trước trên bản đồ. Các bạn có thể vào cái chế độ này xem. Ok, bây giờ mình sẽ vào thực tế cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn vào cái Google Maps nha. Rồi, ví dụ mình đang ở Lâm Đồng đi, giờ mình muốn đi Đà Lạt nha. Mình gõ Đà Lạt vô. Rồi, mình nhấn vào đây. Nó sẽ có chế độ xem phố nè, trên vệ tinh nè. Mình bật chế độ vệ tinh lên cũng được. Rồi mình bấm chế độ xem phố nè, có hình người màu vàng nè. Rồi, các bạn phóng to lên. Ví dụ các bạn muốn vào chỗ khu du lịch Thác Datanla đi. Đó, các bạn phóng to lên vô chỗ cái thác đi. Rồi cũng cái vị trí nào mà có chấm xanh á là vị trí đó có hình ảnh 3D 360 độ nha. Thì các bạn bấm vô đó. Bạn xoay được 360 độ luôn, xem được cảnh quan xung quanh rất là thực tế luôn. Ví dụ các bạn đi tới con đường đó muốn xem số nhà của cái nhà đó cũng được luôn nha. Bạn đi chùa luôn nè. Rồi mình đi chỗ khác xem. Nó có chế độ chia hai màn hình luôn nha. Đây là như là chỗ quảng trường Lâm Viên Đà Lạt nè các bạn. Đó, giờ mình đi nè, mình phóng to ra mình đi. Nó có hướng dẫn chỉ đường bên dưới luôn, mình phóng to ra mình đi. Thu nhỏ lại nó sẽ chia đôi màn hình ra. Đấy. Đi theo bản đồ luôn, mình sẽ nhìn được xung quanh luôn. Trong mùa dịch này thì mình đi du lịch kiểu này cũng đỡ buồn nha các bạn. Mình có thể đi khắp mọi nơi trên toàn thế giới luôn. Ok, bây giờ mình đi qua bên Vương quốc Anh đi. Đi thăm sân vận động Old Trafford nha. Đi rất là nhanh đó các bạn. Mới ở Đà Lạt bây giờ qua tới Vương quốc Anh luôn. Old Trafford. Rồi ok, và coi đá banh luôn. Có hình ảnh, những cái vị trí nổi tiếng là đều có hình ảnh 360 độ hết nha các bạn. Con đường màu xanh này các bạn có thể đi. Đó, sân vận động nè, thấy từ bản đồ vệ tinh luôn. Mình vô đứng giữa sân thử coi.
trong cùng. Đó, giờ mình vô mình xem hình ảnh 360 độ nha. Wow, hình ảnh rất là rõ nét nha các bạn, xem được mọi ngóc ngách luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tham quan một nơi nữa, đó là Hồ Gươm nha, Hồ Gươm ở Hà Nội nha. Hoàn Kiếm nè, vị trí này rất là đẹp luôn. Cái này vị trí từ trên cao của mình các bạn, thuộc quá đẹp. Đây là toàn cảnh của Hồ Gươm nha các bạn. Độ xung quanh hồ thế ra. Đứng trên bờ hồ nè, ứng dụng cái chế độ này rất là hay, mình có thể tham quan bất cứ nơi đâu luôn các bạn. Rồi, giờ mình đi tới một nơi nữa, Vịnh Hạ Long đi. Ra ngoài đây xem. Wow, nó Vịnh Hạ Long rồi các bạn, đảo nè. Đang đứng trên thuyền nữa các bạn, đang đứng trên một con thuyền. Rồi ok, các bạn có thể tự khám phá nha. Ở trên máy vi tính thì các bạn vào trang Google Maps Google nha. Rồi, các bạn gõ cái địa chỉ các bạn muốn tới, thành phố Hồ Chí Minh đi, nhà thờ đi, nhà thờ Đức Bà đi. Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, khu vực thành phố lớn thì nó luôn có cái đường đi hướng dẫn, luôn có những cái vạch đường đi màu xanh nha các bạn. Đó, nhìn trên cao thấy nhà thờ rồi đó. Rồi, trước cổng Lê Dưỡng đi. Đây, thành phố Hồ Chí Minh, rất là nhanh luôn các bạn, đang ở Hà Nội bay vào thành phố Hồ Chí Minh luôn rồi. Đó, nhà thờ nè, cái này là chụp vào tháng 3 2019. Rồi đường đi dẫn công viên gì đây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký cho mình để ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye.